Vụ bé trai rơi trụ bê tông, em gái nhỏ liên tục gọi anh, mẹ nước nở, tôi rất nhớ hạo nam con tôi. Vụ trinh sát hình sự bị đâm tử vong, hé lộ tình tiết đau lòng. Đã xác định lý do năm đang kiểm viên biệt phái xin nghỉ phép, người ngại đi, người lo sai phạm trước đó. Công ty tổ chức sự kiện vinh danh nhà thơ thế giới, Tống Thu Ngân bị phạt 75 triệu đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, đã hơn một tuần trôi qua, thì những bé hạo nam 10 tuổi ở Đồng Tháp vẫn đang phải nằm lại nơi trụ sâu lạnh lẽo. Trong tiếng nấc ngày ngào, mẹ của bé cho biết chưa bao giờ xa con như vậy. Mấy ngày nay, em gái nhỏ liên tục gọi anh vì nhớ. Là nghe những lời chia sẻ của mẹ nạn nhân sau hơn một tuần ngóng chờ con về, khiến ai cũng thấy xót xa. Nghe tin còn được thông báo tử vong, chị Linh, mẹ bé Hào Nam, ngồi lặng người, mắt sáo hoảnh, bó gối trong góc nhà vì chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa. Trước khi cơ quan chức năng thông tin chính thức, người thân ai cũng hy vọng cậu bé nhanh nhẹn, thông minh sẽ sớm được cứu sống. Thế nhưng căn nhà nhỏ thực sự đã vắng đi tiếng nói cười của cậu bé 10 tuổi. Chị Linh chia sẻ, chị sinh ra và lớn lên ở Tấn Mỹ, chợ mới An Giang. Sau khi cách duyên chồng vợ, anh chị sinh sống tại xã Phú Lợi cho đến nay. Phần đất các nhà võng vẹn một công đất lúa 1.000m2 mà anh chị đang canh tác là do gia đình bên anh cho. Đó cũng là tài sản lớn nhất mà anh chị có được. Do con còn nhỏ, chị phải chăm lo, không đi làm thuê được như hồi trước. Giờ anh là trụ cột trong gia đình. Ngoài canh tác một công lúa, anh còn đi làm thuê đủ nghề như xịt thuốc sâu, bón phân, đắp đê, lặn sông lấy đất mướn, anh chị có hai con, gồm bé Hào Nam và em gái nhỏ gần 2 tuổi. Cuộc sống quá khó khăn, dù đã cố gắng dành dụng nhưng suốt thời gian qua, gia đình vẫn chưa dành dụng được tiền để sửa nhà. Chị Linh bảo, Hảo Nam từ nhỏ đến lớn rất ngoan và lễ phép với mọi người. Cơ thể bé ốm yếu một phần cũng do gia đình khó khăn, không thể chăm sóc đầy đủ cho con. Từ khi sinh em đến nay, Hảo Nam biết ba mẹ thiếu thốn tiền bạc nên không dám đòi hỏi gì như trước. Rồi chị kể tiếp. Ngày trước, tôi còn có tiền thường xuyên mua bánh, mua sữa cho Hạo Nam. Nhưng từ khi Hạo Nam có em, tôi phải dành dụm lo cho cả hai con. Mỗi khi đi chợ tôi nhịn ăn sáng, có khi mua đồ nấu ăn ít lại để còn có tiền say sở việc khác. Cũng lâu lâu, Hạo Nam thèm sữa quá, năn nỉ mẹ cho con tiền mua hộp sữa. Khi ấy tôi mới bấm bụng, lấy ra 5.000 đồng, đưa cho con, chạy ra tiệm mua. Lúc ấy tôi thấy Hạo Nam mừng lắm. Hào Nam từ nhỏ đã rất thích học võ, do biết ba mẹ khó khăn nên không dám xin tiền để đi học. Cách hôm gặp nạn 2 ngày, Hào Nam biết có lớp võ học với học phí 60.000 đồng. Chị Linh đau đớn kể, để có tiền con đã đi nhặt phế liệu đem bán được 21.000 đồng, do người mua phế liệu không đủ tiền nên đã thiếu lại con 7.000 đồng. Sang ngày hôm sau, con có xin phép mẹ là cho con đi lượm, tôi có bảo con đi nhặt gần nhà, đừng ra ngoài chỗ người ta thi công thì nguy hiểm lắm. Tôi không thể ngờ sáng hôm ấy là ngày tôi gặp được mặt con lần cuối. Trước đây, Hạo Nam từng nhiều lần đi nhặt phế liệu nhưng không phải lấy tiền, đi đóng phí học võ mà là mua bánh kẹo. Hạo Nam rất thương em gái nên mỗi khi nhặt phế liệu bán được đôi ba nghìn đồng là mua bánh hoặc kẹo về khoe mẹ rồi rủ em ăn. Chị bộc bạch, Hạo Nam ở nhà tên cu, mấy ngày hôm nay em của Hạo Nam không gặp được anh nên rất nhớ, rồi cứ bập bè hỏi hai tiếng mẹ, cu con, cu con, làm tôi rất đau đớn. Chị cho biết thêm, lúc Hạo Nam đi học, các bạn có bảo sắp nghỉ Tết Tây nhưng cháu không biết Tết Tây là gì, cứ tưởng Tết mình nên rủ cả nhà về ngoài chơi. Sau đó mẹ giải thích thì Hạo Nam biết và đòi Tết tới mẹ mua đồ mới mặc đi chơi. Chị mới thang với Hạo Nam, Tết năm nay mẹ không có tiền nhưng mẹ sẽ để dành, con cứ mặc đồ cũ đỡ đi, từ từ mẹ mua. Chị Linh nức nở khi một tuần trôi qua vẫn chưa được đón con trở về. Trước đây Hạo Nam sinh về nhà ngoại, ở có một ngày là vợ chồng tôi rất nhớ đón con về. Đây là lần đầu tiên Hạo Nam xa ba mẹ lâu đến như vậy, tôi rất nhớ Hạo Nam con tôi. Để đưa Hạo Nam về, lực lượng chức năng đã chốt phương án phải trải qua 11 bước. Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện bước 1 là đóng cọc ván thép lắp đặt khung tầng. Sau đó tiến hành đóng ống vách, tiếp tục khoan lấy đất bên ngoài xung quanh cọc tiếp theo là đóng ống vách khoan xung quanh trụ đến mối nối đây là bốn trong mười bước mà lực lượng cứu hộ khẩn trương thực hiện từ hy vọng đến đau đớn khi nghe tin con rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mươi mét người mẹ đã khóc cạn cả nước mắt giờ đây mỗi khi em gái nhỏ bập bẹ gọi cu con đáp lại em chỉ còn là khoảng không tĩnh lặng đến đau lòng Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi tin tức về vụ việc một thượng úy trinh sát ở thành phố Hồ Chí Minh bị đối tượng say xỉn đâm tử vong. Sự việc xảy ra trên đường thượng úy này từ cơ quan về nhà. Nguồn cơn bắt đầu từ xô xát vị va chạm xe máy với hai thanh niên. Sau vụ việc thương tâm, anh em trong đơn vị của nạn nhân cũng đã hé lộ tình tiết đau lòng. Ngày 7 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Đoan, hay còn gọi là Tròn, 37 tuổi, ngụ tại Bình Dương, Đoàn được cho là đã dùng hung khí đâm thượng úy LTG sinh năm 1989 công tác tại đội cảnh sát hình sự công an quận 10 tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, Phạm Văn Đoan cùng Võ Minh Thiện 26 tuổi điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn, Thượng úy dê trên đường từ cơ quan về nhà. Khi đến vòng xoay đường Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng, phường 1 quận Gò Vấp thì có va chạm giao thông với hai người này và xảy ra sâu sát. Một trong hai người trong vụ va chạm nói trên là đoàn trong tình trạng say xỉn, đã dùng hung khí đâm thường úy dê. Lúc này anh Vũ Tấn Phát, 40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp thấy sự việc nên đến can ngăn, cũng bị đoàn đâm vào lưng. Sau đó, nhiều người đã chạy đến khống chế bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an. Nhận tin báo, công an quận Gò Vấp đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời đưa anh Phát và anh Dê đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Anh Phát đã qua cơn nguy kịch, nhưng thượng úy dê đã tử vong công an quận 10 đã cử cán bộ liên hệ công an quận gò vấp để phối hợp ban đầu đồng thời cử cán bộ túc trực tại bệnh viện nhân dân gia đình để hỗ trợ gia đình thượng úy dê một số đồng đội của thượng úy dê cho biết vợ anh dê vừa sinh con chưa đầy tháng cơ quan điều tra cũng thông tin đối tượng phạm văn đoan từng là giang hồ có tiếng tại quận tư có nhiều tiền án tiền sự và thường xuyên giao lưu với nhiều thành phần bất hảo Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc 5 đăng kiểm viên được biệt phái tăng cường đến trung tâm đăng kiểm 50-90D ở thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đồng loạt xin nghỉ phép. Ngay sau buổi làm việc, năm nhân sự này đã quay trở lại làm việc bình thường, đồng thời cho biết lý do vì sao chỉ mới được cử vào tăng cường đã xin nghỉ. Chiều mùng 7 tháng 1, đại diện cục đăng kiểm cho biết trung tâm đăng kiểm 5009D ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động trở lại từ ngày mùng 3 tháng 1. Cục đăng kiểm đã bổ sung thêm 5 đăng kiểm viên từ trung tâm 5006V sang để hỗ trợ. Tuy nhiên đến chiều mùng 5 tháng 1, trong số 5 đăng kiểm viên có một người gửi đơn xin nghỉ phép với lý do đi từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh xuống huyện Củ Chi khá xa, khoảng 50 km nên ngại đi. Có người thì tâm lý lo ngại sau những vụ việc sai phạm tại trung tâm đăng kiểm này nên đã xin nghỉ phép. Trước vấn đề đặt ra, Cục Đăng Kiểm đã động viên và áp dụng chế độ công tác cho từng người. Sau đó cả năm đăng kiểm viên được biệt phái đã đến trung tâm đăng kiểm 5009D, làm việc bình thường từ ngày 6 tháng 1. Đại diện Cục Đăng Kiểm thông tin, trong dây chuyện đăng kiểm chỉ thiếu một người sẽ không kiểm định được. Sau khi động viên thì cả 5 người này đã đến làm việc bình thường. Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, cục đăng kiểm báo cáo về tình trạng sụt giảm số lượng trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và xin giải pháp khắc phục. Cục đăng kiểm đề xuất phương án cho phép sử dụng cơ sở hạ tầng của các trạm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động do vi phạm quy định, chuyển đội ngũ nhân sự từ nơi khác đến tiếp quản để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Trong những ngày cuối năm 2022, sự kiện vinh danh nhà thơ thế giới với các ấn phẩm thiết kế có in logo các nhà tài trợ, trong đó có nhiều kênh truyền hình lớn đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã chính thức thông tin phạt đơn vị tổ chức 75 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt công ty tổ chức sự kiện vinh danh nhà thơ thế giới, tổng thu ngân tổng cộng 75 triệu đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cho biết, ngày 6 tháng 1 liên ngành gồm Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã làm việc với Giám đốc Công ty Cổ phần Hằng Holly, đơn vị tổ chức sự kiện về vụ việc nhà thơ thế giới Tống Thu Ngân. Tại buổi làm việc, công ty đã thừa nhận các lỗi vi phạm cụ thể như sau. Tổ chức chương trình Travel and Asian Guinness Record Talent 2022 có sử dụng logo VOV, VTV, VTC, An ninh TV, Hà Nội TV trên các ấn phẩm thiết kế của công ty trong việc tổ chức các sự kiện tại Quảng Ninh khi chưa được sự chấp thuận của các đơn vị nêu trên, quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Hành vi trên đã vi phạm điểm A khoảng 3 điều 34 Nghị định số 38 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Thực hiện đêm gala cộng đồng doanh nhân, người của công chúng tại khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bảy Cháy, thành phố Hạ Long, bao gồm các hoạt động giới thiệu tôn vinh tri ân các thành phần đại biểu tham gia sự kiện tài trợ, biểu diễn văn nghệ nội bộ, thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước, có thẩm quyền, theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ. Hành vi trên đã vi phạm điểm B khoảng 1 điều 11 Nghị định số 38 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Căn cứ hai lỗi vi phạm nêu trên, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt công ty tổng cộng 75 triệu đồng. Đồng thời, buộc công ty phải tháo gỡ các hình ảnh, đăng tải logo của các đơn vị VOV, VTV, VTC, An ninh TV, Hà Nội TV trong các sự kiện diễn ra ngày 22 tháng 12 năm 2022. Trước đó, Hình ảnh về gala chung kết du lịch và tài năng kỷ lục châu Á lễ hội doanh nghiệp thương hiệu vàng đất Việt, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam diễn ra tại Quảng Ninh đã làm xôn xao dư luận. Theo thông tin được in trên phong nền chương trình, bà Tống Thu Ngân được vinh danh với hàng loạt danh hiệu, chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao của liên đoàn các nhà thơ thế giới, đại sứ trọn đời của liên đoàn các nhà thơ thế giới, phó chủ tịch hội đồng những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài nước ngoài ra thông tin trên phong nền sân khấu cũng xuất hiện hàng loạt đơn vị truyền thông và danh nghĩa tài trợ cho sự kiện này đài tiếng nói việt nam vov đài truyền hình việt nam vtv đặc biệt logo của vov xuất hiện với vai trò đơn vị tổ chức ông phạm mạnh hùng phó tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam cho biết đài tiếng nói việt nam không có cam kết cùng tham gia tổ chức hay bảo trợ cho sự kiện này theo thông tin tại sự kiện, bà Tống Thu Ngân sinh tại Bến Tre, bút danh Mimosa Tím, từng là giảng viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bà đã có 6 tập thơ đang ấn hành tập thứ 7 và hiện viết đến bài thơ thứ 1742. Ngày 26 tháng 12, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã ra văn bản khẳng định công ty cổ phần hàng Holy Group đã triển khai tổ chức sự kiện khi chưa có văn bản hướng dẫn và chấp thuận đồng ý tổ chức sự kiện của cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi xin được đưa tin nhanh về vụ việc một thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột cây cú sau khi chia tay, đăng clip nhạy cảm lên mạng xã hội để làm nhục tình cũ. Được biết hiện cô gái đang ở trong tình trạng lo lắng và hoảng loạn. Sáng mùng 7 tháng 1, công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đang giữ hình sự đối với đối tượng TTC, 33 tuổi, ngụ phường Tân Thành thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Trước đó, ngày 22 tháng 12 năm 2022, một người phụ nữ ngủ thành phố Buôn Ma Thuột đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Đắk Lắc tố cáo việc bị kẻ xấu chiếm dụng tài khoản Gmail và Facebook, rồi tung những clip nhạy cảm. Vào cuộc điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Đắk Lắc phối hợp với công an thành phố Buôn Ma Thuột xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là TTC. Ngày 5 tháng 1, lực lượng công an đã triệu tập C lên làm việc tại cơ quan điều tra. Bước đầu đối tượng khai nhận, năm 2019, C và cô gái trên có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Trong thời gian này, hai người đã có quan hệ và C dùng điện thoại quay lại clip. Đến cuối năm 2021, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Bực tức, C đã tìm cách chiếm dụng tài khoản Gmail và Facebook của bạn gái cũ và dùng sim rác tạo thêm một tài khoản Zalo mang tên của bạn gái cũ từ ba tài khoản này, xe đã gửi các clip trước đó cho nhiều người thân và bạn bè của cô gái. Theo cơ quan công an, hành vi của C đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của bạn gái cũ. Đã có không ít vụ việc các cặp đôi chia tay tình cũ lấy clip hình ảnh nhạy cảm tống tiền, thậm chí khống chế, uy hiếp, làm nhục người kia. Chính vì thế các cặp đôi khi trong mối quan hệ tình cảm cần giữ sự riêng tư cẩn trọng để không phải gặp những tình huống ái âm tương tự. Quý vị thân mến, những ngày qua Tây Nguyên và Nam Bộ đã ghi nhận nhiều cơn mưa trái mùa, trong khi đó miền Bắc và miền Trung vẫn tiếp tục rét sâu, những vùng núi cao thậm chí xuất hiện băng giá. Theo dự báo khả năng dịp Tết miền Bắc trời rét, miền Trung trời lạnh, miền Nam mát mẻ. Cụ thể theo Thạc sĩ Lê Thị Sương Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn giải thích. Năm nay mưa trái mùa ở Nam Bộ xuất hiện nhiều là do rãnh thấp xích đạo vẫn nằm vắt ngang các tỉnh miền Tây, theo đúng thông thường phải dịch chuyển về phía nam bán cầu. Bên cạnh đó, mưa trái mùa xuất hiện thành từng đợt kéo dài từ 2 đến 3 ngày, cụ thể như đợt mưa trái mùa hiện nay là do có đợt áp thấp cường độ nhẹ ở phía nam Biển Đông. Áp thấp này cách côn đảo khoảng 150 km và di chuyển về hướng mũi Cà Mau. Chính vì vậy, khu vực từ Sóc Trăng đến Bạc Liêu và Cà Mau có mưa nhiều và lượng mưa khá. Sau ngày 7 tháng 1, mưa sẽ hết và trời trở lại bình thường. Theo mô hình dự báo của Úc, từ sau ngày 10 tháng 1 sẽ có một vùng áp thấp nằm trong rãnh thấp xích đạo. Áp thấp này hình thành ở phía đông của miền nam Philippines, đến khoảng ngày 13 14 tháng 1, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực giữa biển đông của Việt Nam. Diễn biến của vùng áp thấp còn phụ thuộc vào cường độ của các đợt lạnh sắp tới. Nếu các đợt không khí lạnh có cường độ cao sẽ làm vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới suy yếu rồi tan và ngược lại, áp thấp xảy ra vào giai đoạn này cũng là hiện tượng bất thường của thời tiết nên rất nguy hiểm. Trong khi đó, ở phía bắc, từ khoảng ngày 12 tháng 1 sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh tràn xuống tới Trung Quốc sau đó tiếp tục di chuyển vào miền bắc của Việt Nam nhiều khả năng các tỉnh miền bắc sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh này trong những ngày giáp tết và cả đầu năm mới các vùng núi có độ cao trên 2.000m như Phan Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn có thể xuất hiện băng giá cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh miền trung còn kèm theo mưa vào giai đoạn này ở khu vực miền Trung vẫn còn mưa là điều bình thường. Mưa do yếu tố địa hình kết hợp với các đợt không khí lạnh. Song mưa với lượng mưa lớn như những thời gian qua là điều bất thường. Chúng ta chỉ có thể giải thích về hiện tượng này là do biến đổi khí hậu gây nên. Tại các tỉnh Nam Bộ, trời phổ biến mát mẻ trong khoảng trung bình từ 21 đến 22 độ C, trừ một số nơi ở Bình Phước và Đồng Nai, nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C. Bên cạnh sự ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, Nam Bộ còn chịu sự chi phối của rãnh thấp xích đạo, nên khi không khí lạnh suy yếu, rãnh thấp sẽ hoạt động mạnh hơn và gây mưa trái mùa. Thông thường vào thời gian này, rãnh thấp sẽ dịch chuyển về phía Nam Bán Cầu, tuy nhiên hiện nay vẫn nằm vắt ngang các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đây là yếu tố làm cho mưa trái mùa ở Nam Bộ xảy ra nhiều hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.